Tại hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020 thì điện khí hóa nông thôn là một trong những thành tựu quan trọng nổi bật của Việt Nam từ ngày đất nước thống nhất, với tỷ lệ các hộ gia đình có điện tăng từ 2,5% vào năm 1975 lên tới 99,53% vào năm 2019, bao gồm cả thành thị và nông thôn. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương cho biết, giai đoạn 2021-2025, chương trình sẽ tiếp tục triển khai cấp điện cho khoảng 871.000 hộ dân, trong đó khoảng 154.000 hộ dân chưa có điện, chiếm tỷ lệ 0,74%, cấp điện 2.638 trạm bơm quy mô vừa và nhỏ tại 13 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, kết hợp cấp điện cho nhân dân. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, do những hạn chế về nguồn lực tài chính, huy động vốn ngân sách trung ương cho chương trình chỉ đạt 4.743 tỷ đồng, cộng với vốn đối ứng của các chủ đầu tư mới chỉ đạt khoảng 18,5% tổng nhu cầu vốn. Vì vậy, Bộ Công Thương kiến nghị chính phủ báo cáo Quốc hội cân đối nợ công, ưu tiên để chính phủ huy động các nguồn vốn vay ODA, vốn ưu đãi nước ngoài bổ sung ngân sách trung ương để triển khai chương trình.